Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Thì để bắt đầu một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, thật là tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức khỏe thì các bạn cần phải ăn vào buổi sáng để nạp năng lượng, đúng không ạ? Thì cũng giống như con người thôi, máy móc cũng thế. Thì trước khi các bạn đi vận hành máy, thì dù các bạn làm lương tháng, lương ngày hay lương năm hay lương gì đó, thì trước khi các bạn vận hành máy thì các bạn cần phải kiểm tra là dầu, mỡ và kiểm tra toàn bộ tổng thể máy. Để là gì? Trước mình kiểm tra vậy để chứ trong một cái ngày làm việc đó là con máy của mình được hoạt động là hiệu quả và nhanh nhẹn và không hư hao trục trặc gì. Chính vì vậy ngày hôm nay mình sẽ có cái video hướng dẫn các bạn kiểm tra máy trước khi đi làm việc trong cái ngày hôm đó. Ok, vậy thì mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Ok các bạn ạ, thì nó kiểm tra máy trước khi đi làm ấy thì nó khác với kiểm tra máy khi đi mua máy các bạn ạ. Các bạn không cần kiểm tra về phần là gầu thì cần có bị nứt hay không, đúng không ạ? Kiểm tra máy trước khi vận hành nó cũng khá là đơn giản, không phức tạp như kiểu là đi kiểm tra mà đi mua một con máy mới đâu. Thì cái việc đầu tiên mạnh lưu ý mọi người là đầu tiên thì mọi người có thể là kiểm tra toàn bộ tổng thể xung quanh máy, như là con này là con máy xích đúng không ạ? Thì máy xích thì xích trước thì chắc chắn là nó sẽ không bị thủng xích rồi. Không ai hơi đâu mà đi lấy que để chọc cho nó thủng cái xích này đâu các bạn. Thế cái việc đầu tiên mình có thể là con máy mình sau một cái ngày làm việc ấy, sau một cái hôm mà làm việc rồi mình đậu ở đây trong một ngày một đêm, thì các bạn có thể đầu tiên các bạn nhìn tổng quát xung quanh con máy đã. Sau đó các bạn có thể là gì? Đây các bạn có thể đến nhìn vào xung quanh máy này xem là có bị ai ném không, hay là ai chơi viết và vẽ bậy lên con máy này của mình không, để mình còn tẩy còn xóa đi được. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nói đùa chứ thôi. Thì sau khi mình kiểm tra tổng thể xung quanh con máy này mà không bị ai vẽ bậy, không bị ai là ném các thứ vào rồi, thì các bạn có thể là chú ý cho mình là gì? Các bạn chú ý cho mình là về cái phần gầm này trước đi ạ. Thì sau khi một cái thời gian một đêm mình đậu máy các bạn ạ, thì máy nó sẽ nghỉ rồi, thì các bạn có thể kiểm tra là hai cái đùi này của mình này, là hai bên này nó có bị dỉ dầu xuống không. Nếu không dỉ dầu thì là không vấn đề gì. Và cái đặc biệt quan trọng nhất là mình đang đậu trên cái nền đất khô này. Cái nền đất khô này ấy, thì nếu mà máy của mình có bị rỏ dầu hay là nhỏ mỡ hay nhỏ gì tất cả là thì cái gầm này nó sẽ bị ướt nha các bạn nha. Gầm này đặc biệt nó sẽ ướt luôn. Đấy, nên là các bạn chỉ cần đơn giản là nhìn làm sao cho mình là cái gầm này mà không có thấy chảy chiếc gì ở dưới này, chắc chắn là máy của mình là không bị thủng chiếc hay là không bị bục đi ô đâu. Ok, thì kiểm tra lướt sơ qua một vòng như vậy rồi, thì bây giờ các bạn sẽ kiểm tra cho mình về phần động cơ nhé. Đây, mình sẽ đến và dở cái nắp capo lên để cho các bạn cùng xem. Thì kế đến phần tiếp theo ấy, các bạn là kiểm tra là gì? Kiểm tra cho mình toàn bộ cái phần động cơ này các bạn nhé. Kiểm tra cho mình toàn bộ phần động cơ. Có thể là gì? Đây các bạn này, mình đầu tiên mình sẽ kiểm tra là về phần dầu động cơ trước. Đây, cây thước thăm dầu nó nằm ở đây các bạn này. Thì cây thước thăm dầu này các bạn rút lên này, các bạn kiểm tra cho mình. Thì đây mình sẽ dùng tay mình vuốt cho các bạn xem. Thì cây thước thăm dầu này thì nó có một cái vạch tối thiểu ở đây, và đây là một cái vạch tối đa. Thì các bạn kiểm tra sao dầu nó cứ nằm ở tầm giữa này là được. Tầm khoảng giữa này là được. Cũng đừng ở trên đây quá. Cái phần mà nằm ở trên đây quá thì dầu khi làm máy rất nhanh nóng máy. Còn nếu mà thấp tối thiểu ít quá ấy, thì khi các bạn làm vậy là sẽ bị thiếu dầu. Đấy, các bạn làm thiếu dầu như vậy thì rất là hại máy đấy. Thiếu dầu thì lúc mà máy của mình mà làm đậu nghiêng ấy, thì hầu như là máy của mình là nghiêng ngả thì không đủ dầu để dầu nó bơm lên. Đấy, đây mình có thể cắm lên các bạn xem nhé. Cắm lên này. Đó, đây các bạn thấy không? Dầu hiện tại con này nhưng mình đã châm đến tầm này. Tầm này là đi làm vậy là khá là đủ rồi. Mình không cần phải châm thêm đâu. Đừng châm phun thước vậy. Giống như kiểu các bạn ăn ấy, ăn ít thì các bạn đói, đúng không? Còn các bạn ăn no thì các bạn đầy bụng, các bạn không tiêu hóa được. Chính vì vậy, mình chỉ ăn ở mức trung bình là vừa. Ăn nước trung bình là nhanh, vừa nhanh tiêu hóa, vừa đủ no. Đấy. Đấy là về phần kiểm tra dầu động cơ. Cái tiếp theo ở đây thì mình có cái phần két nước này. Đây két nước của mình đã nằm đây. Mình có thể mở cái nắp này ra. Mình mở nắp này ra này. Thì đây các bạn có thể thò tay vào. Đây thì mực nước nó sẽ đầy tầm này là đầy, là vừa. Còn nếu mà nó thấp hơn nữa thì đề nghị các bạn châm thêm nước lọc nhé. Đây, nước thì rất là quan trọng. Nước là mát máy mà. Không kém gì phần so với dầu động cơ. Chính vì vậy các bạn kiểm tra phần này, kiểm tra cực kỳ kỹ cho mình. Nhiều khi là mình làm mình không để ý là nó bị hết nước là nó sẽ bị thổi gioăng ấy. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất. Về phần dầu động cơ thì các bạn kiểm tra như vậy rồi. Đấy. Thì
Kế tiếp theo ấy là các bạn có thể kiểm tra cho mình là gì? Kiểm tra sau khi kiểm tra dầu rồi, các bạn có thể ngó qua cho mình về phần là bơm bọng này, các đường ti ô này có bị chảy dầu không? Kiểm tra xung quanh lại một vòng là xem máy của mình sau một hôm hay là nhiều hôm mình kiểm tra hay là nó có chảy dầu ở đâu không. Nếu không chảy dầu là xong. Cái tiếp theo các bạn có thể kiểm tra phần của mình két nước này, két nước xem nó có rò rỉ xuống đây không. Tránh trường hợp là két nước nó cứ nhựu xuống ở cái gầm này này, thì sau khi mình cứ làm việc đến đâu rồi nó rò dầu đến đấy, thì chắc chắn là trong quá trình làm nó rơi ra hao nước là nó sẽ bị thổi xoang. Đấy, đấy là một số cái kinh nghiệm cơ bản là mình kiểm tra. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Thì sau khi kiểm tra máy xong ấy, thì các bạn có thể là đậy cái nắp capo lại. Đậy nắp capo lại đấy. Thì sau khi đậy nắp capo lại thì các bạn sẽ leo lên máy. Các bạn leo lên máy, nổ máy cho mình tầm 1 đến 2 phút để cho máy nó bơm dầu, bơm mỡ cho nó đầy đủ. Thì xong các bạn đánh máy, bắt đầu đánh máy đi làm. Đấy, khi công việc nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Không có gì là khó. Mình chỉ cần có mất 3 đến 4 phút là mình sẽ kiểm tra nhanh được cái máy của mình, để trong cái quá trình máy của mình hoạt động thật nhanh, đúng không ạ? Ok. Vậy thì ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn kiểm tra nhanh máy để trước khi các bạn đi vận hành, đúng không ạ? Đây, video của mình xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần tiếp theo.